Mặc dù bị Bộ Giao thông Vận tải cấm hoạt động, song đến thời điểm hiện tại thì theo ghi nhận của phóng viên thời sự VTC, Grab vẫn đang triển khai dịch vụ Grab Share hay còn gọi là dịch vụ đi chung xe. Người tiêu dùng thì dường như cũng chưa hề biết về lệnh cấm, vẫn sử dụng tính năng đi chung này trong các chuyến đi của mình bởi những lợi ích tiết kiệm chi phí mà nó mang lại. Chỉ cần một thao tác hết sức đơn giản trên phần mềm Grab, ghi điểm đón, điểm đến và chọn Grab Share thay vì Grab Car hay Grab Bike như bình thường, khách hàng đã có ngay một chiếc Grab như thế này. Thay vì phải trả gần 85.000 đồng cho quãng đường dài gần 7 km, thì với dịch vụ Grab Share, khách hàng chỉ phải trả 58.000 đồng, tương đương 70% chi phí cho chuyến đi. Ở bên nước ngoài xài Grab Xe này rất là nhiều và rất là tiện lợi, tại vì thường cái cung đường mà người hay đi là ra sân bay ấy. Sân bay nhà mình thì trong nội đô với cả nó cũng không xa lắm so với trong thành phố. Cái sân bay bên nước ngoài thì xa hơn nên là người ta đi rất là tiện. Đi một người thì tiết kiệm nhiều chi phí hơn mà cũng tốt. Tại bản thân dịch vụ và Grab Uber đã là rẻ rồi mà bây giờ lại tiết kiệm được thêm chi phí nữa thì ai cũng muốn, đúng không? Trung bình mỗi ngày anh Quỳnh chạy từ 5 đến 10 chuyến Grab Share, tuy nhiên chỉ có vài ba chuyến là đón được hành khách thứ hai. Vì ngoài những ưu điểm như tiết kiệm được chi phí đi đường dài cho khách hàng, thì dịch vụ đi chung xe cũng có những bất cập nhất định cho người tiêu dùng. Cũng nhiều khách phản ánh về cái thời gian của người ta đi đến có thể là bị chậm thời gian là một, cái thứ hai là sợ mất cái sự riêng tư khi mà đi với những khách mà không cùng với cả cái gu của bạn ấy, của những người khách đấy. Thì có thể người ta thấy khác biệt thì người ta sau người ta không book nữa. Dù mới triển khai ở thành phố Hồ Chí Minh từ đầu tháng 5 vừa qua, nhưng dịch vụ này đã được đông đảo người dân ủng hộ bởi sự tiết kiệm mà nó mang lại. Đây là một cái dịch vụ rất là tốt và nó mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng. Cái lợi lớn nhất là chắc chắn cái chi phí các bạn bỏ ra nó sẽ ít hơn. Và tuy nhiên nó cũng có một cái bất cập mà người tiêu dùng gặp phải là bạn phải chấp nhận đi một cái quãng đường có thể là nó khác, nó xa hơn một xíu và ngồi chung xe với người khác. Giá trị tụi em á thì rất là cởi mở, em nghĩ là dịch vụ này nó rất phù hợp với cái tầm tuổi của tụi em ạ. Và nó vừa giúp tụi em là chia sẻ được một khoản tiền nhỏ nhỏ, và có khi là các bạn bè đi chung đón nhau cũng dễ hơn. Nếu mà cái người đi chịu và cái người chở mà chịu chở thì mà họ thỏa thuận rồi thì đi thôi, không có vấn đề gì. Cái thứ quan trọng nhất là cái người đầu tiên gọi xe Grab thì là người đó phải có quyền ưu tiên. Đón nhận tích cực từ phía người tiêu dùng là vậy, nhưng Bộ Giao thông Vận tải mới đây yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi và công ty trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam không thực hiện dịch vụ đi chung xe, Grab Share hay Uber Pool đối với xe hợp đồng. Trong khi đó, đại diện Grab thì phản hồi rằng Grab Share là một tính năng mới của Grab Car và hoàn toàn nằm trong phạm vi của đề án thí điểm xe hợp đồng điện tử Grab Car. Grab cũng cho biết đang làm việc tích cực với Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề này, cụ thể là về phương thức thể hiện của hợp đồng vận tải cho phù hợp với các quy định hiện hành.